để trở thành fan cứng và nhận được những ưu đãi từ fan cứng với những huy hiệu rất ngộ nghĩnh, những đặc trưng riêng cho fan cứng, thì anh em hãy tham gia tính năng hội viên tại YouTube vừa mới mở trên kênh LNP của mình nha. Click vào đây và làm theo hướng dẫn thì anh em sẽ trở thành hội viên của LNP rồi đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape. Chào mừng mọi người đến với LNP Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ghé thăm server S532 để cùng anh bạn Sona, một cái người mà hồi trước mình cũng đã từng bung rương và cho cái anh này thì cực kỳ đã luôn anh em. Chúng ta sẽ quay lại cái ad Sona này của anh Sona. Hiện tại thì server của anh Sona đang là giới hạn cấp 162 cấp. Để coi. 169 á, mở được 3 ngày rồi. Bây giờ anh ấy 162 mới có thời gian cho mình bung rương. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng bung rương thử xem nó được cái gì nha anh em ơi. Xem sơ qua cái đồ của anh ấy thì bây giờ là anh em có thể nhìn thấy có rất là nhiều món đồ để ghép lại. Ui, ngon thế nhỉ. Để ghép lại cho mình tẩy liền nhiều luôn á. Lấy dòng anh em. Dùm cái đó mình để sao. Rương thì cũng có ok nè. Rương tầm ma nè. Đồ đạc các kiểu. Bao nhiêu đây? Cái rương hoàng kim. Nhiều đây chìa khóa. Ôi rương cũng nhiều kinh luôn anh em. Nhiều phết đấy. Thì bây giờ là chúng ta chỉ có... Ôi cái này là gì? Đại hội giáo lâm đợi đến giờ luôn hay vậy? 7 ô dưa, 7 ô trống thôi. 7 ô trống thì bây giờ chúng ta sẽ thử bung rương. Rồi chúng ta sẽ sang cái phần chế độ nha anh em. Tôi thấy là hơi bị hấp dẫn rồi đó. Hiện tại thì anh ấy đang có 100k cống hiến. 100k cống hiến thôi. Này là gì? 300k nguyên khí. 371k nguyên khí. Rồi, quốc nha. Xem mình ăn cái gì trước cho nó đỡ tốn chỗ. Mình sẽ ăn cái cống hiến này trước cho đỡ tốn chỗ nha. Rồi những cái rương này mình sẽ dùng auto mở nha anh em. Thank you.
Dùng auto cái nhanh ghê luôn mấy anh em. Rồi ok. Đưa bạn hỏi. Full. Đó là ra những cái chiêu của mấy con bếp này. Đó. Không chậu. Ôi không chậu khiếp luôn ấy. Rồi, đó, quá trời đá hồn luôn anh em. Quá trời đá hồn. Giờ là chúng ta sẽ giám định này. Giám định cái thương hội. Thì giám định thương hội là chắc chắn nó sẽ tốn chỗ lắm luôn anh em. Cực kỳ tốn chỗ. Chúng ta phải xử lý 15 cái. Ăn này vô. Đó. Rồi, ok. Thì cuối cùng chúng ta cũng đã bung rương xong. Xong cạc rồi đó. Giờ kiểm tra kết quả xem chúng ta sẽ được bao nhiêu cống hiến nha. 1 triệu 3 cống hiến anh em. 1 triệu 3 cống hiến. Gia viên 700k nguyên khí. Hy vọng chế được một cái hiếm nha. Một cái hiếm, một cái kế thừa là ok. Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta sẽ qua cái phần bông rương, ây lộn, chế đồ nha anh em. Hãy xem Axona của chúng ta có tay thơm giống như lần trước hay không. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng chế vũ khí. Xem chúng ta chế được bao nhiêu cây vũ khí. Với 1 triệu 3 cống hiến như thế này. Vô, chắc chắn là ra vũ khí anh em. Tại vì anh em biết sao không? Mình 1 triệu 3 mình chế hơn 20 cây vũ khí á. Không lẽ không ra, đúng không? Chắc chắn là phải ra thôi. Giờ hên hên đập 5-6 phát ra liền luôn. Quá ngon luôn á. Đây một cái thừa này ngon nè. Rồi đúng 15 cái. Đó, nhầm đúng 13 cái nó mới ra hiểm. Đó rồi ra hiểm rồi nè. Trời ghê chưa. Đó biết lắm mà. Tôi ghê lắm. Rồi qua cây dây chuyền nha. Lộn cái nón. Nón này chắc 6 cây ra hiếm.
Ôi, ghê à. Dây chuyền à. Chuyền chắc cũng sao cái á. Gì căng như vậy? Ui, ui, ngon thế nhờ. Ui, cái thừa ui hấp dẫn nha. Cái thừa ngon vậy. Rồi ok. Ngon lành như vậy thì anh em. Anh em. Giờ mình sẽ bắt đầu mình mồi nha anh em. Mồi chương cái. Mồi Nguyễn Thị Mồi linh hoạt. Xin lật. Ui quất nha. Vô hút sinh lực em. Ui trời ơi, nó hên vai cây nồi lẫm lì. Trời ơi, ngon lành anh em ơi. Gì mà ngon thế nhờ. Xong bạn linh hoạt hả? Ui phải nồi anh em. Cái gì đấy? Tấn công luôn. Trời ơi ngon. Ui ngon thế nhờ. Bị chất đấy. Sức mạnh. Có là sức mạnh là ngon. Ngon thế nhờ. Nhâm đánh hợp bên này đi. Sợ ra cái dòng sức mạnh á. Đây là thuộc tính có không? Không có. Đây sức mạnh 170 mấy. Đây. Ui. Quá ngon. Sát thương đâu. Ui. Quá ngon luôn anh em. Được rồi. Được của nó luôn rồi. Cực kỳ ngon. Quá dữ. Rồi, nhâm định cho nó luôn. Và cái dòng như đây thì là càng choán luôn. Rồi, thu rụm luôn. Không sao. Ok, giờ mấy cái này nó hơi thấp đúng không? Mình giám định mấy cái trắng luôn nha anh em. Coi nó có dòng gì cao không? Nhìn nhẹ nè. Đó, tăng được một vài điểm cũng ok đó. Ok, qua cái dây chuyền nha. Rồi, ok, đây cái này. Rồi, đậu quả rồi. Hơi thui tí, nhưng mà không sao. Cái đó. Nhâm định lại cái này luôn. Chỉ quảng hoài nhâm nội. Phản đòn. Anh này không dùng phản đòn nha. Nhưng mà mình vẫn để lại nha. Sợ biết đâu sau này anh dùng sao. Rồi, bây giờ chế tiếp nè. Chế tiếp tục cáo nha anh em. Có thể là hiếm á. Cáo. Hai cái nữa là hiếm. Trời ơi, đón như thần luôn. Bái nồi thiệt anh em à. Bái nồi. Kinh thế nhờ. Dạo này sao tôi có cái đài
có cái tài đón kinh khủng như ta. Hiếm em ơi. Rồi ok, tạm thời vậy đi. Nhập lại. Bán đi. Chơi gà luôn. Rồi, chơi cho gà luôn. Hôn này 10k. Còn cái gì mà gọi là tăng không? Tăng tăng không? Này thì nó ít quá hay bán luôn. Rồi ok, đẩy lên cái gọc bội luôn nào anh bạn ơi. À, ok ra nè. Đồ trời ơi, sao tôi tính như thần vậy ta. Ghê vậy ta ơi. Bán mấy cái viên này đi. Đó, mình có được 50k. Rồi ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng chế chân nguyên nha. Quật này vô. Cái thừa. Thừa em ơi. Thừa em ơi. Em ơi thừa đi. Rồi ok, hiếm đi. Chưa chịu thừa nữa. Nút hết. Hiếm nào. Vô. Ngay giống như này. Thì là một kích các bạn. Ok. Cũng được đấy. Nhưng mà hiện tại mình đã hết nguyên khí rồi. Làm sao giờ? Làm sao đây anh em? Bỏ quà hết tất cả các bạn. Cho nó vô được nha. Bây giờ là khá là khó khăn cho chúng ta khi mà quyết định chúng ta có nên chơi tiếp hay không. Thì hiện tại thì chúng ta vẫn chưa có thể nào mà chế ra cái hiếm được. Cái này mới kế thừa thôi. Mình khả năng là vài cái sau là sẽ ra hiếm anh em. Nhưng mà bây giờ là mình không thể nào bán được cái kế thừa này. Anh em biết tại sao không? Tại vì cái kế thừa này phải lấy kế thừa khác hoặc là cái hiếm khác nó mới tài liệu vô được. Nhưng mà mình không thể mang. Tại vì sinh lực cơ bản hiện tại của cái hiếm 15x nó lại lớn hơn bên đây. Nên là bắt buộc là mình phải giữ lại cái này. Mình không xài nhưng mà mình giữ lại để khi nào anh ấy ra được cái hiếm đi. Không, cái hiếm của 16x là sẽ dùng. Rồi ok, thôi bây giờ là chúng ta chỉ đến đây thôi nha anh em. Anh em cũng có thể nhìn thấy là cái độ cực kỳ khủng khiếp. Nói chung là rất là may mắn của anh ấy. Giờ cường quá lên luôn nè. Rồi ok, lên 120 cho anh đó. Rồi bây giờ là chúng ta sẽ dừng video tại đây nha anh em. Khá là tiếc khi mà nguyên khí nó không đủ. Nếu như mà ra cái hiếm đầu tiên là cái video này cực đẹp luôn mày. Nhưng mà không sao, chúng ta chế độ chúng ta cũng đã dự đoán cũng khá là đúng nhiều lần đúng không? Quá ngon luôn mày. Cái hạt này bây giờ mình thấy là nó đỏ hơn cái video lần trước luôn. Rất là đã luôn anh em. Và cảm ơn anh Sona đã hỗ trợ cho cua có thể trải nghiệm cái độ đỏ của mình. Lâu lắm rồi mới có được cái độ đỏ như thế này. Quá dữ dội, quá dữ ý. Ok, và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh LNB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái notification kế bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.